Hello, chào tất cả mọi người ha. Thì hay, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo một con máy giá rẻ. Hầu như là tất cả các con máy giá rẻ thì nó đều có một cái cách tháo gần như giống nhau. Có thể là nói như là giống nhau luôn nha mọi người. Cái con máy giá rẻ mà xài không có bài đạn ABS nè. Nói chung là mấy con máy mà xài cò xài chốt bình thường á. Thì đây mình có con máy, con này là con NX, nhưng mà dòng này là cái dòng mẫu không biết thì sao, mình dục băng gốc ngoài ngoài nền á, không biết là nó nguyên nhân gì sao nguyên một lô về á, toàn bộ là anh này hết hết, con mình con này là anh này à. Mà dưới đây là đóng anh này ít đó, mình dục bục dục bỏ nè, nó chạy xước nè, có một con lỗi ha, không biết sao bên kia mua về mà một thùng vậy mà có một con như vậy nè, không biết lý do luôn. Anh này ít giờ ra anh này đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tháo một con máy, tháo ra. À, thường thường á mọi người hay xài lâu quá nó kêu thì mình hay tháo ra thay nhớt, chứ không thay máy bò chứ này không có nhớt, tháo bò và thay vô mấy cái bạc đạn mấy cái nhông nữa mọi người đó. Thì mình vô chủ đề luôn ha, thì trước mắt á là mình tháo cái tay quay ra trước ha, tay quay nào cũng vậy, lội gấp hay lội 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 dặn cũng vậy hết, cứ dặn ốc này cũng ra thôi đó, mình để nó ra một bên ha. Thì mình từ trước mình cũng đã từng làm một cái video vậy rồi, nhưng mà bữa đó mình tháo cái con có đạn ABS, con Yolo Speedkin á. Đây giờ mình sẽ chúc tiếp theo á là mình sẽ tháo cối nha mọi người. Đó, tháo cối. Có con này kim loại nha, con này ít. Có con này nói chung cũng vừa. Đó, trước mình cũng bán con này số lượng nhiều lắm, thấy cũng im, chung thấy nó ok hơn cái con AC ha. Đây, cái con ốc này nè. À, mọi người thấy con ốc này ha. Bình thường á mình dặn như thế này, đây dặn chiều như vậy là sẽ dặn vô ha. Nhưng mà con này nó lại khác nha mọi người, con này nó khác. Dòng máy á, dòng máy câu á, hiện tại bây giờ á, dòng máy mẫu mới cách đây khoảng chừng 5-6 năm đổ gì đây á, trước á mình thấy nó cũng có một số nó cũng như vậy thôi, đặc biệt là con ốc này nè mọi người, thứ trước mắt á cầm vô á, đa phần á mọi người cứ dặn cùng kim đồng hồ trước đi ha, là dặn ra nè, đây kẹp vô con ốc nè, mọi người có chìa khóa thì khóa, còn không thì lấy kìm kẹp chặt, kẹp thiệt chặt thôi mọi người, rồi dặn đó, dặn cùng kim đồng hồ nghe là nó ra, mọi người muốn dặn vô dặn ngược lại ha, đó vậy là ra thôi đó. Thì mình rút con máy ra đó. Trước mắt là máy này là dễ tháo nhất. Đây là cái con máy mà mình nói nó hơn cái con AC là cái chỗ này mọi người. Cái cò này nó bằng gang bằng nhôm gì nè, nói chung là kim loại á, nó không phải bằng nhựa. Nè, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sửa mà khi mà cái mấy con máy mà xài chốt như vậy mà nó trả tới trả lui không được á mọi người, cứ bật cò mà mình quay tới cũng được mà quay lui cũng được, mà tháo cò nó quay tới cũng được mà quay lui cũng được. Thì cái nguyên nhân đơn giản á là có thể là sẽ cát vô trong đây, cát bụi vô này nè mọi người, hoặc là sét á. Nó sẽ cứng cái này đi. Đây khi vào cò nè. Nè mọi người thấy cái này nút rất lắc ha. Có khi nó bị sét gì đó, nó không có còn nhạy như vậy nữa, không còn nhẹ gì nữa thì nó sẽ hay bị dính nữa, mà quay tới quay lui gì cũng không được chứ. Cái nguyên nhân thứ hai á. Nguyên nhân thứ hai là cái này lò xo này nè. Đây, cái này nè. Có khi nó bị cái kiểu giống như là nó bị tuôn cái dòng này nè, nó rộng quá. Quay một thời gian á, cái khoảng này nè. Nó nhẹ quá. Cho nên là lúc mà cái máy này mọi người thấy nè, yêu cầu cái máy nhích nhẹ cái này nha, nhích nhích cái là nó bật cốt ra nè, đó ha, bật cò nè, đấy yêu cầu mà quay nhẹ thôi, quay nhẹ cái là nó sẽ bật cái cò này ha, đó quay nhẹ cái đó, có khi á nó nằm nó bị kẹt như thế như gì nè mọi người, nó kẹt ngay cái thế gì nè, cái này nó quay đó, cái này nó quay, thì mọi người cứ nhắm chừng sao mà khi tháo ra như vậy ha, mà mọi người quay như vậy đó, mà nó lắc cái cò tới lui là mọi người có thể sửa được cái triệu chứng là không khóa được, không khóa máy được đó. Thì tiếp theo á, để gỡ máy bên trong á thì mọi người cứ dỡ những con ốc này ra thôi, ốc có một bên mặt đó nè đó. Thì thường thường con mấy con dòng máy thì nó có hay có cái nắp chụp đít nè, còn nhiều cái thì nó cũng không có luôn nữa, chung nào có thì mình dặn nó ra ha, có là phải dặn cái chụp đít nó ra trước đó. Đây thì tiếp theo á, nó sẽ có thường thường cái dòng máy nó sẽ có 24 ốc đa phần luôn, mình thấy mấy dòng giá rẻ là có 3 phân 4 ốc luôn. Nó cứ dặn hết có 4 ốc nó ra ha. Đây. Trên đây cũng có một con nữa. Nhớ dặn con trên đây nha mọi người. Có nhiều người không biết mở cái con như đó tưởng nó nằm một phần trên đây không tháo, bị ra gãy chốt luôn. Rồi tháo ra ha. Quá đơn giản luôn. Đó. Tiếp theo tháo này. Đó. À. Rồi, cứ rút này ra thôi. Nó hơi cứng nha mọi người, nhưng mà rút ra được. Mình sẽ nải cái chỗ nào chỗ này. Đó.
Đây là bên trong ha, nhông kim loại nha, con này ít là nhông kim loại, chỉ là nó không có bạc đạn của hai bên thôi. Đó, nhưng mà xài vẫn ok, không vấn đề gì hết. Vừa vừa là sức là hợp lý hết. Nhông bên trong cũng khá là hợp lý nè, nó đưa lên đưa xuống nha mọi người. Đó. Khi mọi người mà bỏ bò hôm nay nó hư á, mọi người nên rửa bằng xăng cho nó sạch sẽ hết. Nếu cái bò cũ nó xong rồi mình cho mỡ bò mới vô thì máy sẽ im như 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 trước nữa. Còn những con máy mà có bạc đạn ngay bên đây nè, tuy nó sẽ bền nhưng mà nó sẽ có bị một cái triệu chứng, nghĩa là bạc đạn nó hư. Một khi bạc đạn mà nó đã bị sét rồi á, bị vô nước rồi á, mọi người chỉ thay bạc đạn khác là chứ không bao giờ làm cho nó im lại được, bảo đảm mọi người luôn. Đó. Thì đây là con máy tháo ga gáp vào thì nó cũng khá là đơn giản, là ta cứ rút ga nè. Đó, rút ga ha. Thì mọi người muốn dặn lấy cái cốt này ra, vệ sinh cốt này ha, thì mọi người cứ dặn ốc này ra ha, dặn ốc này ra thôi, dặn ốc này ra vệ sinh. Nói chung là mọi người cứ dặn ra sao và gấp lại y như vậy là được. Đó, tháo này ra để vô vậy thôi, không quá đơn giản ha. Nè rồi, để mình gắn này lại, mình chỉ cho mọi người, hay là bị hư cái khoảng này nữa nè, khách cho mọi người sửa chữa hư cái khoảng này. Đa phần á, mọi người hay gấp cho không được, khó gấp chứ không phải là gấp vào không được, tháo ra rồi nó khó gấp đó, tức là cái khoảng này nha mọi người. Đây cái khoảng cái này nè, cái bậc này nè, thực tế luôn là hầu như mọi người hay tháo cái này ra xong rồi gắp cho nó rất là khó. Thực sự đầu tiên hồi đó mình không biết á, mình tháo ra cũng khó thiệt đó. Đây nè, mình rút ra cho mọi người coi nè. À, rồi thấy vậy là xong rồi ha, vậy là gắn vô không biết gắn sao luôn đó. Đây mình mở cái nắp này ra cho mọi người xem bên trong của cái này nữa cho nó dễ dễ xử lý ha. Mọi người mà anh em nào mà nói chung là xài thường rồi á, xài thường rồi ha, thì mấy cái này nó rất là dễ. Nhưng mà mọi người mà mới bắt đầu vô á, lỡ như gặp cái trường hợp như vậy cái rồi ta hơi bó tay luôn. Nhiều khi bật chết luôn, nó chặt cái cò này vô trong cái là rồi luôn, cũng không bật này liệt này luôn đó. Thì cách gắn á, thì trước mắt á, mình cứ cho nó vô thế như thế này ha, cho nó vô như thế này, để mình chập chụp cái nắp này vô đi, hạn chế đừng tháo nắp này ra, khi nào nó bị ruột ra tháo đó. Mọi người cứ để nó một bên này, nó có cái rãnh của nó nè ha, người để một bên như vậy thôi đó. Rồi cứ dặn cái nắp này đi, đừng có liên quan tới cái nắp đó. Rồi dặn ốc vào lại đây, dặn nó lại để cái nắp này mọi người mới dễ gắn, còn mọi người tháo nắp này ra gắn vô cũng không được đâu đó. Thì gắn này đúng không, thì mọi người bây giờ phải đây đó. Trước mắt á là mọi người tháo cái con ốc bên đây ra trước ha, thì mình rút cái này ra được nè. Mọi người tháo này ra ha, tháo ốc này ra nè, còn không thì dễ như mình, hoặc mình tháo gắn vô cũng được đó. Mình sẽ để cái này vô nè, hay là mọi người nhìn kỹ nè, là mọi người để cái cò này nằm mé bên đây, đây nằm mé bên đây ha, đó nằm mé bên đây, xong rồi mọi người đẩy vô nè, đây, bung ra, mọi người đẩy nó vô đó, đẩy cò này lên ha. Cái phần này nó khá là khó, khó là gáp luôn. À, đây đó, mọi người thấy cái chốt này mình bấm nó vô trong này ha, bấm vô cái lỗ nè, đây nó có cái lỗ nè đó, hay chưa, cái lỗ ha, nhét nó vô trong đi, rồi ấy nó vô, đẩy vô đó, quá đơn giản ha mọi người đó, nhét vô đẩy vô thôi, đây nha, cực kỳ đơn giản ha, không khó. Thì tháo ra cho mọi người coi lại lần nữa nè. Đó, trước mắt mọi người phải đẩy cái còi lên trước nè, cho dễ gắn ha, đẩy cái này lên trước nè. Xong rồi, để này qua bên. Đây, thì bên đây nó sẽ có cái lỗ nè, mọi người thấy có mình nó có cái lỗ nè ha. Đó, cái lỗ có chút xíu nè. Rồi, nhét này vô. Nhét vô. Đây. Để ta mình nhét vô cho nó dễ ha, nè, nó lòi ra ngoài cũng khoảng dài nè. Rồi, xong rồi đẩy vô. Rồi, dặn ốc lại ha. Thì thẳng ra con chớ anh em là tháo cái này ra xong rồi không biết đường gắn vô kiểu sao luôn. Nó ra nó quá dễ, nếu như mình biết rồi nó rất là dễ. Để mình sửa chữa một con máy câu nó hư rồi nó rất là dễ, trừ khi bị tuôn nhông này kia mình phải kiếm phụ kiện thôi đó. Thì phần cái này á, thì hồi nãy là mình phải tháo cái này ra trước, nhưng mà mình làm nhanh cho mọi người xem á, nó áo ốc này ra thôi, cái bên đây thì nó không có nhông gì hết trơn á. Cái này nó bằng kim loại nè, bằng kim loại ha mọi người, đây mọi người canh nó ngay cái khớp nè, nó nhét vô rồi lật lại thôi, nó gài vô, dặn vô là xong. Này, ốc. Ừ, rồi, dặn vô. Nó quá đơn giản ha mọi người, cực kỳ đơn giản để sửa một con máy khi mà bị ruột cò đó, mặc hư cái đó.
Nói chung mình cứ xem nó cái gì đi, mình nhắm chế cháo, cắt kẽm, cắt ăn chì gì đó. Đó, cứ bật bình thường. Này lúc mình bật á, nó cái trong đây nó có cái cây sắt này, nó đẩy ra cái cối nè. Nó sẽ cản cái máy lại. Lúc mà người quay cái máy một vòng cái là bắt đầu nó bật cái này lại ha. Thì hạn chế sử dụng cái chức năng này ha, không dễ hư lắm. Rồi bây giờ mình gáp lại cho mọi người xem ha. Nhưng mà hoặc nếu mà tốt nhất á, khi mình tháo ra thì mình phải để ý cho kỹ. Nhiều dòng máy nó có thể là có ốc ngắn ốc dài đó, mình để ý kỹ một chút. Nhưng mà thấy đa phần là bốn con nó bằng nhau hết rồi đó. Đó, nhắc mọi người để ý kỹ nha, có con này ngắn nè. Con này nằm trong, con này nằm trong, tại thường á nó có một con này nằm trong nó mới ốc ngắn thôi. Còn đa phần mọi người để ý mấy con máy dòng khác ha, nó sẽ có bốn ngóc nằm đây, nằm đây, nằm đây và nằm ngoài. Có hay có một con đây nó mới vắng thôi. Nếu mình tháo ra mình ý nhìn phát là biết liền, nhìn nó vô ba game nhìn nó khác bình thường rồi. Ủa rồi mất tiêu cái nắp chụp mình dùng đâu đây. Rồi thì chụp nắp lại thôi, dặn ốc lại. Quá đơn giản ha mọi người, cực kỳ đơn giản. Để tháo ra vệ sinh sửa chữa mình tự xử ha. Thì từ từ mình sẽ làm tới những con máy đạn ABS này kia nè, đạn này nọ các kiểu rồi đó, cho mọi người xem tham khảo để có gặp mấy trường hợp hư hao gì thì sửa đó. Hoặc là shop mình thường thường shop mình bán ra đúng không, mình sẽ sửa chữa cho mọi người hết, hư hại gì cứ gửi cho mình sửa đó. Rồi dặn ốc cho thôi, gắn cái chốt này lại đó. Thì mốt mình sẽ coi có con máy nào hư á thì mình làm những video sửa chữa đó. Rồi hồi đó mua cái máy câu mà hư cái là buồn lắm, cho nên là hay bọc vạch mò ăn sửa ăn xài tiếp, chứ lúc đó tiền đâu mà mua mọi người. Mua nó mua cái máy câu, một cái bộ cần câu ở đâu có rẻ tiền đâu, 500-700 ngàn coi như là dữ thần lắm, bằng bộ cần câu 3-4 triệu bây giờ á, đắt tiền lắm. Đó rồi dặn vô vậy thôi, đơn giản đó, nó đơn giản mọi người. Rồi gắp tay quay vô, có nào gắp vô xong nó hư luôn không ta? Con này thì chắc chắn mình để mình xài luôn rồi đó, chứ đâu có bán buôn gì được nữa. Nó cũng chạy chùa rồi nó lỗi tùm lum hết trơn, lỗi gì bề ngoài chứ không phải lỗi bên trong. Đó, rồi gắp vô quay bình thường, ào ào ha. Rồi thì video mình kết thúc đây thôi ha. Thì xong video này thì mình sẽ nói cho mọi người một chuyện. Mọi người mua hàng bên mình, thứ nhất xem kỹ video trước, xem kỹ video trước khi mua ha mọi người. Thì đa phần á mình hay nói rõ trên video, bởi vậy mình mới làm video cho mọi người xem. Bởi vậy á, hôm nay mình có gặp một cái trường hợp á, gọi lại á, là cái bộ cần bán 260, nhưng mà khách báo là vậy sao mà thu 290. Thì 260 tiền ship 30 ngàn, trên video mình có nói mà, rồi phần bình luận mình có nói, mà anh khách cứ cãi đó là không có, chắc chắn là có. Cuối cùng nói chung là mọi chuyện có thể là giải quyết rồi, có thể thôi nha. Nếu như mà anh khách này á có gửi cái bộ cần nó về cho mình á, thì mình sẽ kiểm tra kỹ, ok hết đầy đủ lúc mình gửi mình mới nhận, còn không trả về. Và khi mình trả về á, thì cái video mình ghi âm cuộc gọi của hai người chắc chắn sẽ đưa lên YouTube để cho mọi người xem xét ha. Thiệt, gặp mấy trường hợp này cũng tức lắm, tức nhưng mà vẫn phải nói cho khách hiểu. Nói chung là vậy thôi, thì mọi người cứ mua hàng bên mình cứ tìm hiểu kỹ cái video, ok đặt hàng rồi trực tiếp nhắn tin Zalo ha. Rồi anh em nào mà thích cái thể loại mà sửa chữa máy hoặc là tháo máy, các dòng máy mới tháo và coi bên trong á, thì cứ bình luận ha, càng nhiều bình luận mình sẽ còn có tinh thần để mình làm hơn nha mọi người. Ok, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình.